Chào mừng bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Nước bể cá bị đục, không biết cách khắc phục là một trong số những câu hỏi rất nhiều người mới tìm hiểu về thủy sinh hay gặp phải. Hôm nay hãy cùng với Thủy Sinh Vlog tìm hiểu cách làm trong hồ cá cảnh vô cùng đơn giản và hiệu quả, giúp bể cá nước trong vắt và không bị đục trở lại.